Thưa quý vị, công an tỉnh Quảng Bình vừa thực hiện thành công chuyên án với đối tượng làm giả hồ sơ bệnh hiểm nghèo để hoãn thi hành án phạt tù. Người phụ nữ này đã lợi dụng một số bệnh nhân mắc bệnh suy thận mãn tính để lấy hồ sơ bệnh án, rồi sửa thông tin và bán cho những đối tượng cần xin hoãn chấp hành bản án phạt tù để thu lợi. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hai đối tượng gồm Lê Thị Thu Hiền sinh năm 1972 ở thành phố Đồng Hới và Đặng Tuấn Minh sinh năm 1988 ở huyện Minh Hóa. Đối tượng Lê Thị Thu Hiền đã khai nhận lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện hỗ trợ kinh tế cho một số bệnh nhân mắc bệnh suy thận mãn tính giai đoạn 4 và phải chạy thận theo chu kỳ điều trị thường xuyên tại các cơ sở y tế. Hiền đã yêu cầu những người bệnh này sao y hồ sơ bệnh án và đưa cho Hiền. Sau đó, người phụ nữ này liên hệ với những đối tượng bị tuyên án phạt tù đang được tại ngoại có nguyện vọng xin tạm hoãn chấp hành án, rồi sửa thông tin về người bị bệnh trong bệnh án thành thông tin cá nhân của đối tượng cần xin hoãn chấp hành án phạt tù. Trong quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã làm rõ thêm 4 đối tượng liên quan, hiện vụ án đang được điều tra và mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, được biết là khi có bệnh án giả, các đối tượng sẽ có quyết định chấp hành án phạt tù, sử dụng làm thủ tục hàng năm để xin tạm hoãn án chấp hành phạt tù. Và từ tháng 6 cho đến tháng 11 năm 2021, Lê Thị Thu Hiền đã giao cho Đặng Tuấn Minh và Nguyễn Thanh Xuân cùng chú tại tỉnh Quảng Bình và ba bệnh án giả cho ba đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh.